Những ngày này, các nhân viên của trạm dược liệu Trà Linh tại thôn 2, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, thuộc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam, tất bật thu hái hạt sâm đã chín đỏ. Sau thời gian ngủ đông, khoảng đầu năm, cây sâm Ngọc Linh bắt đầu sinh trưởng và từ tháng 4 đến tháng 6 bắt đầu ra hoa kết hạt. Mỗi chùm hạt chín sẽ cho từ 20 đến 100 hạt sâm chín, đủ điều kiện gieo ươm. Lúc này cũng là thời gian mà nhân viên ở đây túc trực ngày đêm. Một tổ từ 3 đến 4 người sẽ đi tuần tra trên diện tích hơn 10 hectare của vườn để bảo vệ cây sâm tránh hư hại do thời tiết, chuột phá hoại, trộm cắp. Năm nay, Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam đã đặt hàng một đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh sản xuất một loại bọc nhựa bảo vệ hạt với giá 8.500 đồng một bọc và đã thu về kết quả tốt. Sau khi thu hoạch, số hạt thu được sẽ được sàng lọc, phân loại. Số hạt còn xanh sẽ được ủ trong vòng vài ngày, còn hạt chín được đem gieo ươm ngày đó. Hạt sâm được ươm trong khay chứa mùn, được lấy tại cánh rừng đã được xử lý sâu bệnh. Một khay trồng được gần 100 hạt, sau đó sẽ ủ lên bằng một lớp lá tranh. Năm nay, trạm dược liệu ươm trồng được 60.000 cây sâm một năm tuổi để cung ứng giống theo yêu cầu. Cuối tháng 1 đồng 2 thì cây tái sinh trưởng thì chúng tôi tiếp tục chăm sóc. Và từ khi đó là nó ra hoa kích hợp. Và đến tháng 7 thì bắt đầu hợp, bắt đầu chín. Thì trong của đó quá trình chúng tôi tập trung chỉ độ là bổ vệ, bổ quản hợp giống, không cho thất thoát. Khi sâm sinh trưởng được khoảng 1 năm tuổi, Trung tâm sẽ hỗ trợ cho người dân địa phương phát triển sản xuất, cung ứng cho doanh nghiệp sản xuất gắn với chế biến sâu, di thực sang địa phương có khí hậu tương đồng theo chủ trương của tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu Quảng Nam được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam giao bảo tồn và phát triển nguồn giống sâm Ngọc Linh.